Thôi như vậy chúng ta nói lại từ đầu. Với cái hình này á thì chúng ta sẽ hình dung nó là đường tròn. Nhưng mà cái này là tiếp tuyến nè. Tiếp tuyến ra. Đó. Thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện là dùng hình vuông thay vì dùng hình tròn. Như vậy chúng ta sẽ dùng hình vuông và bo góc lại. Như vậy hình vuông mà để cho dễ làm á thì các bạn cho kích thước của nó chính xác là giả sử như là 50 mm. Như vậy lúc này mình bo góc. Đường tròn này có bán kính là 25. Là sát biên này luôn. Như vậy bán kính chỗ này mình để là 25. Đúng không? Bán kính bên này mình cũng để 25. Bán kính đây mình cũng để 25. Như vậy là mình đã xong. Nếu như mà mình xoay lên đó thì cũng được. Như vậy mình xoay lên bao nhiêu độ? Bao nhiêu các bạn? 45 độ. Giả sử mình xây lên xong, mình copy ra thì mình lấy ngay cái đầu này nè. Đặt ngay nốt. Copy. Đặt ngay cái nốt của nó. Nốt nha, chứ không phải cạnh nha. Rồi, copy. Như vậy là mình đã làm xong ba cái đối tượng. Vấn đề là làm sao để các bạn lấy ra cái phần nhỏ dưới này để tô màu xanh. Giả sử bây giờ mình chỗ này mình tô màu vàng, bây giờ cho là lấy bút đi. Mình lấy màu vàng mình tô vô đây. Lấy được màu vàng không? Ồ, nó không lấy được màu vàng. Ok. Rồi, tô màu vàng vô đây. Bây giờ lấy tiếp màu hồng này, tô vô đây. Lấy tiếp màu xanh. Màu xanh tôi vô đây, xanh đâu, ok đó. Nhưng mà cái mà phần này nè làm sao để lấy. Như vậy phần này có phải là mình sẽ có cái phần chung của cái hình này là một, hình này là hai, thì mình lấy được cái vùng này không? Phải không? Sau đó mình làm gì? Như vậy mình chọn một hình nè, hai hình, mình sẽ sử dụng công cụ là gì các bạn? Đây intersect mình phải lấy ra cái chỗ này, chúng ta sẽ bỏ màu đi dễ thấy hơn, chúng ta tô màu sớm rất là khó thấy đó. Như vậy cái vùng mà mình mới vừa tạo xong nè, bỏ màu trước nhé. Rồi một hình, ok. Bây giờ mình chọn nè, một, hai, mình chọn intersect. Có phải là mình tạo được cái hình này không? Đúng không? Rồi, mình sẽ dùng cái hình thứ ba này làm gì? Bỏ đi cái phần này là trim, đúng vậy nè. Nhưng mà khi trim á thì có phải là mình bỏ mất cái phần này đi không? Tí nữa đường nào mình cũng phải làm lại lần nữa. Mắc công không? Cho nên mình giữ cái gì lại? Giữ nguồn, giữ đích luôn. Đây mình tạo được cái này. Đồng thời cái đối tượng này của mình vẫn còn nè. Đó, đối tượng phía sau á. Được chưa? Rồi. Bên này thì đơn giản là mình sẽ làm gì? Đối xứng cho nó trục ngang.
nhớ để 100% chứ không là để 80 là tí qua nó nhỏ xíu nha. Được hai bên chưa? Rồi, tiếp tục. Nữa ở trên. Phần này nè. Phần này có phải là giữa hình thứ nhất này và hình thứ hai này kết hợp với nhau không? Sau đó rồi bỏ phần dưới đi. Như vậy mình lấy hình thứ nhất nè, kết hợp với hình thứ hai. Đây mình ra nó đây. Sau đó mình làm gì? Lấy cái hình dưới này, hình thứ ba nè, trim. Giữ nguồn lại. Có cần giữ đít không? Không. Cắt bỏ luôn. Phải không? Đó. Rồi tiếp tục. Bây giờ cái này mình chỉ cần tô màu xanh là được, không cần làm gì nữa hết. Rồi bây giờ bắt đầu mình tô màu nhé. Màu vàng. Ok. Tô vô đây. Ủa đâu rồi? Rồi. Màu trắng đâu mất tiêu rồi. Hình như mình còn thiếu đó. Rồi. Tô vô đây. Tô đây. Ở dưới này, chỗ này mình thiếu nè. Thiếu gì? Thiếu gì ở chỗ này? Làm sao để có được nó? Ba cái chung lại với nhau. Được chưa? Đó là mình tạo ra cái đối tượng của chúng ta.